Thưa quý vị, ngày 15 tháng 2, Công an tỉnh tổ chức hội nghị giao ban đầu xuân giáp thình năm 2024. Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương. Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán giáp thìn năm 2024, Công an các đơn vị địa phương đã thực hiện nghiêm túc công tác trực ban, trực chiến, đảm bảo sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu. Huy động tối đa lực lượng phương tiện làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn đề về an ninh trật tự đấu tranh với các loại tội phạm hành vi vi phạm pháp luật nhất là đối với tội cướp cướp giật trộm cắp đánh bạc mua bán tàn trữ vận chuyển sử dụng trái phép các loại pháo không để phát sinh các vụ việc phức tạp công an các địa phương thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự phòng chống tội phạm phòng ngừa hoạt động của các loại tội phạm đồng thời kết hợp điều hòa giao thông tại các khu vực giao lộ thường xảy ra ủng tắc tập trung đông các phương tiện phòng chống tụ tập đua xe trái phép, phòng chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, phục vụ nhân dân du xuân đón Tết. Lực lượng cảnh sát giao thông đã thực hiện tốt các phương án, kế hoạch và triển khai lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn với tinh thần xuyên đêm xuyên Tết, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trước và trong kỳ nghỉ tết, công an tỉnh đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương đang gây các lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Với việc thực hiện đồng bộ các biện pháp, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo, không xảy ra các vụ việc đột xuất bất ngờ, không để xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Tình hình trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được đảm bảo ổn định. Tại hội nghị đại tá Bùi Văn Thảo, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận với những cố gắng nỗ lực của toàn lực lượng công an tỉnh, công tác bảo đảm an ninh trật tự trước và trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, góp phần phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Phát huy những kết quả đã đạt được, Giám đốc công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị địa phương cần tiếp tục triển khai lực lượng, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện các vụ việc tại cơ sở từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm vi phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.